Bác thân mến, em lại có mặt ở sân vận động Mỹ Đình nhé, trước cửa sân vận động Mỹ Đình nhé. Chỗ này chuyên là để bày trí đồ gỗ với lại bonsai xanh cây cảnh mỗi dịp triển lãm các bạn. Thì lâu lâu mới đi qua đây thì vừa hỏi một cái bác ở đây, bác có mấy cái cây ở đây thì bác bảo là hết triển lãm rồi. Em không rõ là cái triển lãm từ bao giờ mà đã hết rồi. Thì nói xong lại là còn một góc của bác ấy, những cây rất là đẹp, không thể đừng lại được thì quay một tí các bác. Trời đang sắp mưa, nghe nói là có bão rồi. Bác này bác nhìn nào, cây me rất là ghê gớm. Thì bác ấy là tỉa cây đằng kia này, cây miền Nam, cây me này rất là đại thụ mà rất lùn. Nhà mình là trong miền Nam anh. Cây này bao tiền đấy? 180 triệu. Đẹp quá nhỉ. Me 180 triệu. Đứng xa tí, đứng tầm 10 mét thì mới view hết. 180 triệu. Cũng đáng tiền quá. Rất thiên nhiên đấy. Rất thiên nhiên. Đây, về một cái rễ của nó thì đã to hơn cái tay của em. Bàn tay của em. Khó. Này, hai người ôm. Chắc là đặt tên video này là cụ me 180 tuổi, 180 triệu thôi. Đằng kia rất nhiều cây đẹp. Một đôi vú sữa này. Hai một đôi vú sữa rất giống nhau. Đôi vú sữa. Chàm thì me cái to quá xin phép không quay kỹ được. Đôi vú sữa đang rất nhiều quả, bây giờ là đi lại gần tí nha các bác nhé. Mua là mình không mua được cái cây này rồi vì là nó to, quan trọng là nó to, thứ hai là nhiều tiền mình không lo. Này trời sắp đổ mưa xuống nơi rồi. Vú sữa quả ăn được rồi. Rất nhiều quả. Đây các bạn. Quả rất chín, chín là rất mềm, rất to, mềm rồi đấy. Ăn là ngon đấy. Cây tiếp theo. Cây này rất sụt gì. Quả thì đang hoa, đang nhiều hoa. Kia bác nhìn này kia, đang mưa này kia, đang mưa như chút xuống kia. Quay tranh thủ tí để chạy, không có chỗ mà trú. Mè, bác nhìn tán vào mè này. Trời đang rất âm u, có khi hơi khó nhìn các bác. Đang làm cái là há này. Người Huế. Người lũ. Ôi giời, người Huế rất là quái. Rất chắc chắn trồng trên một cái tảng đá đấy. Tảng đá sức sống rất là mãnh liệt.
toàn thiên nhiên. Và hắn không chơi được. Tùng này rất đẹp anh nhỉ. Này thì đang bán bao tiền anh? Này 12 triệu. Đẹp đấy. Nhà mình có ở đây, có cung cấp những cái loại dây như này không anh? Không, đấy thì đem theo làm thôi. Ở ngoài này rất ít những cái loại dây này. Dạ, làm rất thích. Rất mềm. Vâng. Chẳng bây giờ. Vâng. Trực rất đẹp, có tay buông. Mà chú thủy rất là kinh. Một mâm mà chú thủy. Lá lớn. To, rất to. Cụ Lisa. Lisa nay chơi đại cụ. Thì lướt tí các bác nhé, không có mưa chạy với khói. Kim quýt thác đổ. Trang vàng đẹp. Trang vàng rất đẹp. Bệ nó ra thích cái bệ cỏ lắm. Ngoài bệ trên 50. Gạo. Chơi được gạo ở nhà không lo đói các bác. Dâm bụt thác đổ các bác ơi. Dâm bụt thác đổ. Dâm bụt này là dâm bụt ta. Dâm bụt thác đổ rất đẹp, chậu rất đẹp. Dâm bụt ta. Cẩm thị. Chưa con hoa giấy rất là hoành tráng. Cây tim.
là hán này trực rất hay, đoạn trực rất là khỏe, bác nhìn thấy thích đoạn trực trực này. Nó hơi bị mất cân cây, cành này nó bị vuông mạnh, tất nhiên nó là cái cây tốt tán tương lai. Cẩm thị các bác, nhìn nó giống đang gặp bão. Bạc Phong, Cẩm thị Bạc Phong, hàng hốc rất là kinh, rất là to. Những con mà cẩm thị là những con đại loại là tán nó rất là dày, mà nó suôn như này thì thường làm Bạc Phong rất là dễ, rất là đẹp, rất là hợp. Tán nó rất là dày. Đi ra để xem hoa giấy đằng kia rõ nhé. Mưa rồi, có đôi giọt mưa rồi, phải chạy thôi. Giấy tím to quá, không có chỗ mà giúp mà. Cây này như mình quay một lần rồi, chắc mua qua của đội Hưng Yên. Cây này mua qua của đội Hưng Yên. Được, em bảo cây này đẹp đẹp đấy. Đấy, bán khá rẻ. Bây giờ chắc nó đắt hơn rồi. Qua một đời chủ là sẽ đắt hơn rồi. Rồi. Mưa rồi các bác ơi, em chạy thôi. Cảm ơn các bác nha.